Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 gồm 200 đồng chí ủy viên, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Tối qua, ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội 13 của Đảng đã công bố danh sách các đại biểu trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo đó, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái đã được đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Các đồng chí nguyên Bí thư tỉnh ủy Yên Bái gồm đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, hiện là Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tái đắc cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.